xuyên để cho quý vị xin giới. Và quý vị có để ý là sư Pháp Trang có một cái dòng đọc kinh Pali rất là tuyệt vời, sư đọc rất là hay, rất là có lực. Chúng ta sẽ được học hỏi thêm một vị thiện trí thức nữa trong lớp. Con xin quý vị có thể, nếu mà hoan hỷ với cái quyết định của sư Thanh Tâm, xin cả cho những cái tràng bông để đón chào mừng sư Pháp Trang đến với đạo tràng của chúng ta. Dạ nhân đây con cũng xin dâng bích lại cho sư Pháp Trang để sư có vài lời về đến với lớp học của chúng con bạch sư. Dạ nguyên như con xin dâng bích lại cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước tiên chúng con xin hành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con hành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng với những nickname mà chúng con không được rõ, và thân chào quý vị tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Dạ thì hôm nay thì được sự ưu ái của Thượng Tọa Thanh Tâm cũng như là Chúc Nguyên Dư cũng như là toàn thể quý vị trong đạo tràng, thì thật sự thì hôm nay thì hôm qua thì có sự lời mời của Chúc Nguyên Dư để mời chúng tôi để thường xuyên đến với đạo tràng để truyền giới cũng như là tụng kinh, cũng như là khi nào có dịp để nhắc nhở Phật Pháp như là chia sẻ Phật Pháp với quý vị trong đạo tràng. Thì hôm nay thì cũng được sự lời mời của Thượng Tọa Thanh Tâm, thì thật sự thì chúng con cũng rất là hoan hỷ với cái sự dành sự ưu ái đó. Thì thật sự thì khi mà trước kia thì nói thật sự với quý vị thì trước kia thì chúng tôi cũng muốn vào lắm, nhưng mà có những lúc thì công việc nó rất là bận rộn, thì đến khi mà nhớ lại cái gum Nguyên Như thì vào để mà mở máy lên thì lúc đó nó cũng đã 10 giờ. Nói thật sự thì nó cũng có những lúc thì nó vừa vào thì nhìn đồng hồ lên thì nó cũng đã 10 giờ. Thì hôm nay thì thật sự thì chút xíu nữa là cũng đã quên rồi, nhưng mà vừa đang ngồi thì nhớ lại hôm qua thì Chức Nguyên Dư đã có mời, tự nhiên cái nhìn đồng hồ lên là 8 giờ mấy thì chạy mở gum lên thì ngồi chờ chút xíu thì mới bắt đầu mới vào thì mới thấy gum Nguyên Dư đã mở lên. Thì thật sự thì khi mà chúng tôi đến với gum Nguyên Như Kỳ Viên á, để thật sự thì trong cái gum này thì chúng tôi thì cũng không có giỏi gì hơn hơn quý vị. Thật sự thì có những vị trong đạo tràng thì cũng rất là giỏi, nhưng mà chúng ta đến với cái gum Nguyên Như Kỳ Viên để mục đích là để cùng nhau để học hỏi với nhau, chia sẻ Phật pháp với nhau, tìm hiểu trên cái lời dạy của Đức Phật, để nhằm mục đích để chúng ta học hỏi thêm để tiến bộ trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì về cái việc mà tụng kinh đó, thì quý vị khen là nói là chúng tôi tụng kinh cái giọng rất là hay, nhưng mà không biết là nó có hay thiệt hay không thì chúng tôi cũng không biết. Tại vì thì kinh Pali là ngày xưa là đầu tiên khi mà chúng tôi còn là cư sĩ thì chúng tôi đã có đi học kinh Khmer, đi học kinh Pali theo cái âm giọng của Khmer ở dưới miền Tây. Và sau đó thì chúng tôi trở về, và sau đó thì chúng tôi về chùa Siêu Lý thì chúng tôi học được cũng rất là nhiều bài kinh. Nhưng mà tại vì ngày xưa thì chúng tôi đã từng ở dưới Khmer và đã từng học theo cái âm giọng của Khmer. Khi mà chúng tôi xuống dưới Khmer thì chúng tôi truyền giới theo cái âm giọng của Khmer, theo cái âm giọng của Khmer, và chúng tôi tụng có những bài kinh thì
theo cái âm giọng của Khmer. Thì cũng giống như là mình nó lại ở dưới Khmer ta tụng là mình tụng là Itibiso và Kawa, ở dưới là ta tụng là Itibiso và Kavia vậy đó. Thành ra thì chúng tôi cũng có học theo những cái từng cái âm giọng như vậy. Thì hôm nay thì thật sự thì chúng tôi cũng đến với lớp học thì có những gì để quý vị cùng nhau để có những gì mà với cái sự thiếu sót thì cũng mong quý vị cũng hoan hỷ để bỏ qua, để mình cùng nhau mình trên cái tinh thần học hỏi giáo pháp để có cái sự tiến bộ trong cái giáo pháp, hiểu thêm rồi là dạy cái Đức Phật, để chúng ta cùng nhau trên cái con đường tu tập để mong cầu để đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt khỏi khổ sinh tử luân hồi, là cái mục đích cứu cánh cuối cùng của chúng ta đến với đạo Phật, là cái mục đích là chúng ta tu tập để đạt, để thành tựu được quả vị giải thoát, chấm dứt khỏi khổ sinh tử luân hồi này. Thì bây giờ thì chúng tôi chỉ có vài để đến với lớp học như vậy. Thì bây giờ thì cũng không có gì, thì cũng xin mời Thích Trung Viên Như hoặc là xin mời Thượng Tọa Thánh Tâm để trở lại với đạo tràng. Cũng cầu nguyện với phước lành này cũng mong cho tất cả quý vị trong đạo tràng luôn được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp và tinh tấn tu hành để đồng tặng khổ u thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng điền nhau cả thảy. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin gửi mất lại cho Sức Nguyên Như hoặc Thượng Tọa Thanh Tâm. Dạ, mô Phật sa thú, sa thú lành thay. Dạ, rất cảm ơn Tỳ Kheo Pháp Trang đã hoan hỷ nhận lời mời đã đến với lớp học và chia sẻ Phật pháp. Thưa quý vị, hôm nay có một sự cố, tức là cách đây 2 ngày có cô tu nữ Diệu Huệ đã qua đời, qua đời ngày 15 tháng 12. Thì ngày 14 đó, hôm bữa Chủ nhật, các sư có cầu an cho cổ qua ngày hôm sau rồi cổ đi. Thì hôm nay lớp học tổ chức tụng kinh cầu siêu. Thì hôm nay thì kính mời quý vị thành tâm, giữ tâm thanh tịnh, nghe kinh, rồi sau đó hồi hướng phước báo đến cho hương linh tu nữ Diệu Huệ, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1942, mất ngày 15 tháng 12 năm 2020, hưởng thọ 78 tuổi. Bây giờ sư tụng kinh lễ bái và ngôi tam bảo bằng tiếng Bali trước, rồi sau đó mời một vị thọ tam quy ngũ giới. Rồi sau đó sư sẽ tụng kinh cầu siêu bằng tiếng Việt, rồi phần cuối là thỉnh Tỳ Kheo Pháp Trang tụng một bài kinh Bali ngắn, rồi nếu có thời gian thì thỉnh sư giảng cho cái bài kinh năm điều quán tưởng nha, hay là bài kinh vô thường, tùy ý sư nha. Dạ mô Phật. Bây giờ kính mời quý vị lắng lòng thanh tịnh. Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itibiso bhagava arahang samma sambuddho. Vicha charana sambanno sugato loka vidu anuttaro burisa dhamma sarati satta deva manutsanang buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sandhi tiko akaliko
Ehi pa si ko o ba ne di ko ba cha tang we di ta po win yo e te su ba ti ban no pa ga wa to sa wa ka sang ko u chu ba ti ban no pa ga wa to sa wa ka sang ko nya ya ba ti ban no pa ga wa to sa wa ka sang ko ya di dang cha ta ri bu ri sa yu ga ni a tha bu ri sa bu ga la Ê sa ba ga wa to sa wa ca sang ko a hu na i yo ba hu ni yo ta khi na i yo an cha li ca ra ni i yo a nu ta rang pun nha khe tăng lo ca sa ti Văn đa mi chê ti yang sa pan sa pa tha ne su pa ti thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bo thin bút đà ru băng sa ca lăng sa đa Văn đa mi chê ti yang sa pan sa pa tha ne su pa ti thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bo thin bút đà ru băng sa ca lăng sa đa Văn đa mi chê ti yang sa pan sa pa tha ne su pa tu ma ha bo thin bút đà ru băng sa ca lăng sa đa Bây giờ sư xin mời một vị lên thọ tam quy ngũ giới, quý tỳ kheo Bát Trang nha. Ai xung phong giơ tay nè. Như vậy thì phải mời rồi, mời mời ai đây rồi Nguyên Như ha. Rồi cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Pa Giá. Dạ con không thấy ai giơ tay lên hết, thành ra hôm nay con đỡ mic một chút xíu. Dạ con xin đạo tràng cùng với con lắng lòng thanh tịnh để xin giới với chư tăng ạ. Ukasa ma yang phận tê quy sùng rằng kha năng thà ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hằng theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm ti ma dần phần tê quy sùng rằng kha năn thà ya ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm pi ma dần phần tê quy sùng rằng kha năn thà ya ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch sư Pháp Trang, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh sư có thể thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Chăng Ca Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa tâm tâm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng và trân chào với tu nữ và toàn thể cho Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện thượng tọa tâm tâm cùng chư tôn đức tăng để truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Ta Sa Phật Ca To A Ra Ha To Sam Ma Sam Phật Ha Sa. Nam mô Ta Sa Phật Ca To A Ra Ha To Sam Ma Sam Phật Ha Sa. Nam mô Ta Sa Phật Ca To A Ra Ha To Sam Ma Sam Phật Ha Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va Đó.
Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chúng quả chánh biên chi, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca-va đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chúng quả chánh biên chi, do Ngài ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca-va đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chúng quả chánh biên chi, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Phật ta hằng sa ra năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật. Thầm mang sa ra năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Pháp. Sang khang sa ra năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Tăng. Đô tì giam pi Phật ta hằng sa ra năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ nhì. Đô tì giam phi thẩm mang sa ra năng gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi y Pháp lần thứ nhì. Đô tì giam phi sang khang sa ra năng gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi y Tăng lần thứ nhì. Ta tì giam phi po ta hang sa ra năng gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ ba. Ta tì giam pi thẩm mang sa ra năng gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi y Pháp lần thứ ba. Ta tì giam pi sang khang sa ra năng gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi y Tăng lần thứ ba. Bút thằng sa ra năng gacchami, thầm mang saranang gacchami, sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam pi putthang saranang gacchami, duttiyam pi thầm mang saranang gacchami, Duttiyam pi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi putthang saranang gacchami, Tatiyam pi thammang saranang gacchami, Tatiyam pi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti sarana kahanang pariponang, phép vị Tam Bảo chọn đủ lấy nhiều. Panatipata viramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adina dana viramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumecha chara viramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà dâm. Musavada viramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura me rajamacha pamadathana viramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Banati bata viramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara viramani sikha badang samadhiyami,
con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Musawada Weramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat chapa ma dantana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Imane pancha sikha badane satukang katwa apamadena nechakalang samarakitatang. Chư thiện tín, sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo, các vẫn giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Sĩ lê na so ga tin dân ti, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sam pa đa, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni pa tin dân ti, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tasma si lăng vi so ta dê, bởi các cây nên chưa quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch, đừng để lâm nhờ. Sa thu sa thu sa thu. Uttamang ghe na quanh đê hăng, ba đà băng sung hòa rúa ta măng. Bùa thê vô ca lý tô đô sô bùa thô, khả ma tu tăng ma măng. Uttamang ghe na quanh đê hăng, thầm manh cha đu quỳ thắng hòa răng. Thầm mê vô ca lý tô đô sô thầm mô, khả ma tu tăng ma măng. Uttamang ghe na quanh đê hăng, sang khanh cha đô vi thô ta măng. Sang khê vô ca lý tô đô sô sang khô, khả ma tu tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Trang có thể lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Sư, con xin dâng mít lại cho sư ạ. À. Nam mô Phật Thầy Giá. Để không làm mất thời gian của quý vị để ôn bài hôm nay thì chúng con cũng xin đại diện thượng tọa Thanh Tâm để phúc chúc cũng như là cầu nguyện như phước lành đến cho cô tu nữ. Khi nãy thượng tọa Thanh Tâm vừa mới nói, từ con quên để cầu nguyện với phước lành đó, để cầu mong cho cô đừng được được an vui trong cảnh giới tái sanh. Và giờ đây chúng con chỉ phúc chúc để cầu nguyện ngắn đến cho, và cũng như là phúc chúc đến cho toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Ni chi tang ba tê tang tam ma hang ke pa me va cha me cha to sa pe po re an to sang ka pa chan do pa na ra so ya ta ma ne cho te ra so ya ta sa pe te yom vi va chan to sa pa ra ra ve na sa to ma te pa va to an ta ra yo so ke de ka yo ko pa va phi va da na se de sa ne cham vô ta pa cha ye no cha ta ra tham ma va than te a yo van nam sa kang pa lang pa va tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa pa de va ta sa pa po tham nu pa ve na cha da sa te pa van tu te pa va tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa pa de va ta sa pa tham mang nô pha vê na cha đa sa ti pha văn tu te pha văn tu sa pha mang ca lang ra can tu sa pha đề va ta sa pha sang cam nô pha vê na cha đa sa ti pha văn tu te các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tổ kia thời đến người á cầu xin những sự chi xen chân chân cho được tròn đủ đến người ở nhớ chân trăm ngày rằm bằng trắng quay cũng như ngọc mà ni chiếu sáng rõ ràng là ngọc quý bao
có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Siết ta gia cha na ga ta siết ta ma ta siết ta ma ta siết ta ma tu e đăng pha lăng e ta men ra ta na ta gia men sam ba sa đa na che e ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn tỳ kheo Pháp Trang. Một lần nữa con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay sư sẽ tụng kinh để hồi hướng phước báo đến cho cô tu nữ Diệu Huệ, sanh ngày 30 tháng 6 năm 1942, mất ngày 15 tháng 12 năm 2020, hưởng thọ 78 tuổi. Nguyện cầu ông Tam Bảo và chư thiên gia hộ cho hương linh được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, cảnh người có phước, cảnh trời, cảnh niết bàn. Bằng ở nơi nào được an vui thì niềm an vui được tăng tiến hơn. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Dạ, dạ thưa quý vị, sư sẽ tụng kinh. Tại vì cái máy của sư nhiều khi nó đá sư ra ngoài bất ngờ. Nếu mà có gì trục trặc thì thỉnh tùy theo Pháp Trang tiếp tục nha. Trước Tam Bảo uy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chí thành, cầu cho Pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên, mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp, mãi vun bồi hạnh phúc vô dư. Liên hoa nở khắp biển từ, trần xa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa. Cúi đầu đảnh lễ đức từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lợi quần sanh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Pháp Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lạy đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành. Hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy. Đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu, bậc trưởng phu điều ngữ độ sanh. Thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo độ sanh, Bồ đề tâm nguyện viên thành từ đây. Gieo năm vóc trần vi sám hối, những lỗi lầm tham dẫn mê si. Cuối sinh Phật bảo chứng tri, con hằng tinh tấn viễn ly não phiền. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê. Nương thuyền bát nhã quay về, ba tòa tạng báo Bồ đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu. Hiện tiền Phật pháp thâm sâu, thuyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh.
Vi diệu cha lành khéo dày, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ hót nhiên liễu tường. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiễm màu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Quy y pháp bảo bao la, minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền. Gieo năm vóc vô biên sám hối, những lỗi lầm do ái dục sanh. Cuối sinh pháp bảo chứng minh, con hằng chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền. Hiện tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Bậc diệu hạnh thinh văn thích tử, bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn, thành đạo Phật đúng bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm. Con xin kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, tự giác tha giác nguyện hành từ đây. Gieo năm vóc tội rầy tâm xám, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng. Cuối sinh chư thánh hiền tăng, con hằng tinh tấn tham sân đoạn lìa. Cuối đầu đảnh lễ từ ân, bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà. Bồ đề khắp cõi ta bà, nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường. Vạn pháp do nhân sanh, nhân diệt vạn pháp diệt. Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. Thế Tôn là dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng ngang mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, giúp các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, mô Phật, kính thưa đạo tràng. Bây giờ thời gian vừa phải lẽ để cho Nguyên Như chia sẻ Phật pháp, tức là chia sẻ tiếp cái bài vi diệu pháp hôm bữa trước. Cái phần cuối, do cái sự tụng kinh rồi học kinh ngày hôm nay, thì thỉnh tỳ kheo Pháp Trang hồi hướng phước này đến cho Hương Linh tu nữ Diệu Huệ, sanh ngày 30 tháng 6 năm 1942 và mất ngày 15 tháng 2 năm 2020, hưởng thọ 78 tuổi nha. Dạ, thì kính chúc quý vị thính pháp được an vui ạ. Mời Nguyên Như nha. Dạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Hồng Nhung có thể post cái bài ngắn là nhân bảy nhân phát trí để mọi người chúng ta có thể lên đọc một lần. Mọi người chúng mình sẽ tạo phước để có thể hồi hướng đến cho hương linh của cô tu nữ Diệu Huệ. Dạ, con xin kính mời sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để đọc bài trước với tụi con. Dạ, em xin mời chị Nhung có thể post bài ạ. Dạ anh Mỹ ơi, Nguyên Như mới có gửi cái bài cho anh Mỹ. Anh Mỹ có thể post giùm lớp được không? Nguyên Như không thấy chị Nhung mới trong lớp, chắc chị bị rớt ra ngoài rồi. Dạ, xin mời anh Mỹ nha anh Mỹ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ xin lỗi, hồi nãy vừa mới đi ra đấy Nguyên Như. Nguyên Như cần mình post cái gì 10 pháp ba la mật hả Nguyên Như? Trả mức lại cho Nguyên Như nha. Dạ, Nguyên Như mời anh Mỹ post giùm 7 cái nhân phát trí. Nguyên Như có post cho lớp mà không biết lớp thấy được không? Nguyên Như đang gửi lên cái nhắn tin của anh Mỹ. Anh Mỹ có thể post giùm Nguyên Như. Và cả nhà có thấy được cái post của Nguyên Như mới gửi lên không ạ? À? Xin cho Nguyên Như tín hiệu. Vậy là bên phone Nguyên Như không được rồi. Nguyên Như gửi qua bên anh Mỹ rồi đó. Anh Mỹ có thể post về Nguyên Như được không ạ? Nếu quý vị có cuốn sách Nguyên Như gửi sẵn đó, thì sẽ là trang 185, Bảy Nhân Phát Trí. Dạ, An Nhiên ơi, Nguyên Như không thấy bài của An Nhiên post lên luôn. Cũng có thể là nó dài quá, mình không có vô được. Anh Mỹ chắc phải cắt làm hai khúc đó, anh Mỹ ơi. Dạ, thưa quý vị, trang 185. Trong thời gian chờ anh Mỹ post lên, Nguyên Như xin đọc trước. Dạ, cả nhà có thấy chưa ạ? À? Có thấy Kevin post lên chưa ạ? À? Dạ, dạ. Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang có thể làm đầu tàu để đọc trước với tụi con, bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Pháp Trang ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ sư cũng đọc bảy nhân phát trí. Bảy nhân phát trí: nhân làm bộc phát trí tuệ, ưa gặp bậc
trí thức học hỏi. Parikuchata, hai thân thể, đồ đạc, chỗ ở sạch sẽ. Vatthuvisuddhi, thí kiriya, giữ gìn sáu quyền, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nghĩa là giữ chánh niệm. Indriya samatha patipadana, chánh người si mê, người sống đam mê không trí tuệ. Dupanyu buggala parivacchana, năm thường xuyên gặp bậc trí thức. Panyavanta buggala sevana, sáu cố tìm Phật pháp cao siêu. Gampurajna na chariya pachavikana, ưa tìm pháp giải thoát. Tana thimut tata, dạo giờ không biết còn không. Hình như hết dạ hết rồi nguyên nhân dạ thì xin để mất lại nhà nằm một tay dạ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con kính lạy sư Tăng Tâm, con kính lạy sư Pháp Trang, con kính chào quý tử tôn nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài. Bảy nhân phát trí, bảy nhân làm bộc phát trí tuệ. Một, ưa gặp bậc trí thức học hỏi. Parippuccata. Hai, thân thể đồ đạc chỗ ở sạch sẽ. Vatthuvisuddhi-kiriya, ba, giữ gìn sáu quyền, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nghĩa là giữ chánh niệm. Indriya-samatthapatipadana, bốn, tránh người si mê, người sống đam mê không trí tuệ. Dupanyu-buggala Parivacchana, năm, thường xuyên gặp bậc trí thức. Panyavantapukkalasevana, sáu, cố tìm Phật pháp cao siêu. Gampurajna nacariyapachavekana, bảy, ưa tìm pháp giải thoát. Thattatimuttata, dạ con xin xuống mic. Kính mời An Nhiên. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Hà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con thành kính lĩnh lễ sư Thanh Tâm, con thành kính lĩnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Bảy nhân phát trí, bảy nhân làm bộc phát trí tuệ. Ưa gặp bậc trí thức học hỏi. Parippuccata, hai, thân thể đồ đạc chỗ ở sạch sẽ. Vatthuvisuddhi-kiriya, ba, giữ gìn sáu quyền, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nghĩa là giữ chánh niệm. Indriya-samatha tá bá tí bà đa nà, bốn, tránh người si mê, người sống đam mê không trí tuệ. Đuốc banh nhu quốc gá lá ba rí quách chan nà, năm, thường xuyên gặp bậc trí thức. Banh nhá quanh tá bút gá lá xê quá nà, sáu, cố tìm Phật pháp cao siêu. Gâm bù ranh nhà ná chá rí giá bách chá quê quét khana.
ưa tìm, bảy ưa tìm pháp giải thoát. Tá đá thí mút tá đa tá đa. Dạ con xin đọc bài xong, con xin xuống mít. Dạ xin cảm ơn. Dạ thưa con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính chào đạo tràng. Con xin được đọc bài: bảy nhân phát trí, bảy nhân làm bộc phát trí tuệ. Một, ưa gặp bậc trí thức học hỏi pariputchata. Hai, thân thể đồ đạc giữ ở sạch sẽ vatthuvisuddhikiriya. Ba, giữ gìn sáu quyền mắt tai mũi lưỡi thân ý, nghĩa là giữ chánh niệm indriya sammatthapattipadana. Bốn, tránh người si mê, người sống đam mê không trí tuệ. Dupanyu pukkala pariwacana. Năm, thường xuyên gặp bậc trí thức panyavanta pukkala sevana. Sáu, của tiền Phật pháp cao siêu gầm phù ra nhành đã chá ri gia phát chá về khana. Ưa tiền pháp giải thoát ta đã thi mút ta ta. Dạ thưa con xin nha. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bích Thay. Dạ dạ trước hết con xin đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni và con chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài ạ. Bảy nhân phát trí, bảy nhân làm bộc phát trí tuệ. Một, ưa gặp bậc trí thức học hỏi pariputchata. Hai, thân thể đồ đạc chỗ ở sạch sẽ vatthuvisuddhikiriya. Ba, giữ gìn sáu quyền mắt tai mũi lưỡi thân ý, nghĩa là giữ chánh niệm indriya sammatthapattipadana, tránh người si mê, người sống đam mê không trí tuệ. Dupanyu pukkala pariwacchana. Năm, thường xuyên gặp bậc trí thức Panyavan Tapukkala Sewana, cố tìm Phật pháp cao siêu Gamphu Ran. Dạ con đọc lại: Gamphu Ranya Nachari Yapachawekamana. Bảy, ưa tìm pháp giải thoát Tadathimuttata. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mic, con mến kính mời đạo tràng. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính lễ chư tôn đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Bảy nhân phát trí, bảy nhân làm bộc phát trí tuệ. Ưa gặp bậc trí thức học hỏi pariputchata. Hai, thân thể đồ đạc chỗ ở sạch sẽ thú quý suốt khí rí gia. Ba, giữ gìn sáu quyền mắt tai mũi lưỡi thân ý, nghĩa là giữ chánh niệm
Indriya Samattabhati Bandhana. 4. Tránh người si mê, người sống đam mê không trí tuệ. Rupanu Buddhala Bhari Vat Yana. 5. Thường xuyên gặp bậc trí thức. Bành nhà hoành tá bút gá lá xề quá nà. 6. Cố tìm Phật Pháp cao siêu. Gầm phù rá nà nhà ná chá rí giá bát chà quét khà nà. 7. Ưa tìm Pháp giải thoát. Tá đá thích mú tá tà. Dạ con xin đọc hết ạ. Dạ xin mời vị kế tiếp. Dạ alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ, để con post bài lại. Wow. Dạ. Bảy nhân phát trí. Bảy nhân làm bộc phát trí tuệ. Một, ưa gặp bậc trí thức học hỏi. Paribuk chata. Hai, thân thể đồ đạc chỗ ở sạch sẽ. Vattuvisuddhikriya. Ba, giữ gìn sáu quyền. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nghĩa là giữ chánh niệm. Indriya samatha. Tapati bà đa nà. 4. Tránh người si mê, người sống đam mê không trí tuệ. Đu bành nhù búc gàn la pari quách cha nà. 5. Thường xuyên gặp bậc trí thức. Bành nha hoàn ta búc gà la xề qua nà. 6. Cố tìm Phật Pháp cao siêu. Gầm phù ra nhà na cha ri gia bách cha quách kha nà. 7. Ưa tìm Pháp giải thoát. Tadathimuttata. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và Nguyên Như xin kính tri ân chư vị đã tham gia đọc bài. Như thấy bây giờ cũng là 9:55. Hôm nay chúng ta học trễ một chút xíu ha quý vị. Để mình có thể xong cái phần về cái những 40 cái nhân mà sanh trí tuệ này luôn. Hôm nay Nguyên Như sẽ đi tiếp cái phần. Hôm bữa là mình đi qua ba cái cụm rồi. Cụm thứ nhất là chúng ta học qua bốn nhân sanh trí. Cụm thứ nhì, mình đã ôm lại bốn nhân tạo trí. Và cụm thứ ba, mình đã qua lại chính nghiệp trí. Hôm nay mình bước vào cụm thứ tư, chính là bảy nhân phát trí. Chư vị mới vừa đọc những cái từ Pali. Nghe rất là hay, rất là xa thú ạ. Nguyên Như kính xin đọc lại một lần nữa trước khi chúng ta vào ôn bài. Bảy nhân phát trí, bảy nhân làm bộc phát trí tuệ. Thứ nhất là ưa gặp bậc trí thức học hỏi. Paribuddhata. Thứ hai, thân thể đồ đạc chỗ ở sạch sẽ. Vattuvisuddhikriya. Thứ ba, giữ gìn sáu quyền, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nghĩa là giữ chánh niệm. Indriya Samattapatippadana.
Thứ tư là tránh người si mê, người sống đam mê không trí tuệ. Thứ năm là thường xuyên gặp bậc trí thức. Thứ sáu là cố tìm Phật pháp cao siêu. Gầm phù rá nhà ná chá rí giá bách chá quét khá nà. Thứ bảy là ưa tìm pháp giải thoát. Ta đá thí mút ta ta. Cũng như xin đi vào cái phần đầu tiên, chính là số một là ưa gặp bậc trước để học hỏi. Khi mà trong kinh nói cái chữ trí thức ở đây đó, cả nhà không có dùng là những trí thức ở trong đời sống của mình, tức là không phải nói về dược sĩ, bác sĩ, những người mà có cái bằng cấp cao, những người học PhD, mà đây chính là cái danh từ trí thức ở đây được dùng để ám chỉ cái bậc gọi là thiện trí thức, tức là những người có giới đức, có giới hạnh, là những người am tường giáo pháp của Đức Phật. Nói chung là nói về chư Tăng và chư vị thánh nhân. Mà khi mà chúng ta được ở gần chư vị trí thức, bậc thiện trí thức ở đây, thì vì họ có một cái sự có giới, có đức, có học và có tinh nhân quả sâu xa và có tu hành, có một cái lực rất là mạnh. Thành ra mình ở gần các chư vị đó thì mình sẽ được thấm nhuần cái sự mát mẻ, sự an lạnh, sự an bình, sự tĩnh lặng của cái tâm thức. Nó có một cái môi trường, có một cái gọi là cái từ trường rất là tốt, rất là lành, mà mình có thể rất là khó nói. Như thấy giống như những cái lần mà sư cả Kim Triệu về tới chùa thì có rất là nhiều chư tăng lên để đảnh lễ, mà ở gần ngày đó quý vị, nguyên một cái chùa Kỳ Viên á, nó thấm nhuần cái không khí mát lạnh của ngài luôn á. Đến khi mà ngài về tới chùa là cái không khí nó khác. Thành ra những cái điều đó rất là khó nói. Mình phải gặp, mình phải đi lên chùa, mình phải được gần những cái chư vị như vậy á, thì mình mới thấy được. Chứ nếu mà mình nghe người khác nói á, thì mình hay nửa tin nửa ngờ lắm. Thành ra khi mà mình nói Đạo Phật là đến để mà biết, đến để mà thấy, mà hiểu đó, thì mình như nghĩ là mình nên gặp những cái vị mà tu hành rất là lâu năm như vậy. Mà Nguyên Như cũng nghe là khi mà quý vị qua những cái trường thiền Bao Ốc, những cái trường thiền lớn ở bên Miến Điện đó, chư vị thấy được những cái thiền sư họ tụng kinh, ngồi thiền, quý vị ở gần những cái vị thiện trí thức như vậy, quý vị sẽ cảm thấy được những cái từ trường rất là khác lạ với những người Phật tử của mình đây. Ha quý vị ha. Có cơ hội thì mình ráng, mình nguyện thì mình sẽ được thôi. Nguyên Như xin lặp lại ở chỗ này là học hỏi nơi mấy vị đó, dĩ nhiên là tâm tánh của ta sẽ được cởi mở và trí tuệ của chúng ta sẽ được phát sanh dễ dàng. Tự vì ở học ở các ngài không những là có thân giáo mà có những cái pháp học, những pháp hành của các ngài, từ cái đi, cách đứng, cách suy nghĩ, cái gì mình cũng học được ở chư vị hết, rất là xa thú. Cái phần thứ hai là mình nói về thân thể, đồ đạc và chỗ ở phải sạch sẽ. Thì mới đầu mình nghe rất là ngạc nhiên, tại sao mà phát trí mà phải ở sạch mới được. Thì cái này rất là quan trọng. Có những khi mà mình vào những cái khóa thiền đó quý vị, là ở trong khóa thiền người ta bắt mình phải tắm rửa sạch sẽ. Có khi một ngày một lần, có khi một ngày hai lần thì mình mới hành thiền được. Tự vì khi mà mình ngứa ngáy khó chịu trong thân thể đó, cái tâm mình á, nó cứ bị phiền não hoài thôi. Mình ngồi thiền mình cứ gãi hết chỗ này với chỗ kia, chỗ này dơ, chỗ kia không có sạch sẽ đó quý vị. Không có thể nào mà định tâm được, mà mình học hành, mà mình ngồi, mà mình cứ ở dơ như vậy là cũng không có được. Thành ra nhiều khi bình thường mình thấy những cái này nghe thì rất là tiếu tiếu, rất là mắc cười, nhưng mà thiệt ra nó không có dư đâu quý vị. Nó rất là quan trọng để nó mới được nhằm vô cái phần số 2 của cái chương trình, là cái chỗ mà 7 cái nhân phát trí đó. Rồi cái phần thứ 3, Nguyên Như xin đi vào là thu thúc lục quyền, tức là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền và ý quyền. Ở đây thì dùng từ Hán Nôm hơi nhiều, nghe hơi khó hiểu, nhưng mà nói ra tiếng Việt nó chỉ là mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân và ý. Thì tại sao mình dùng cái chữ thu thúc? Thu thúc ở đây có nghĩa là mình nên dùng cái tác ý khéo để cho mình giữ gìn lục căn cho nó được thanh tịnh. Tại sao khi mà những cái ác pháp á, nó chui vô vào cái lục căn của mình thì cái tâm mình không thể nào mà tịnh được hết? Tự vì những cái ác pháp, cái chi pháp của những cái bất thiện pháp á, nó chỉ có là những cái 14 sở hữu bất thiện thôi. Tức là khi mà cái những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mình mà đụng vào những cái chuyện phiền não thì cái gì đi chung với những cái chuyện phiền não quý vị? Nó chỉ có si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thụy miên và hoài nghi. 14 cái sở hữu bất thiện như vừa kể ra, không có cái nào mà nó tốt đẹp cho mình hết. Thành ra khi mà mình thu thúc lục quyền, tức là mình thu thúc 6 căn của mình á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mình phải tác ý khéo. Tác ý khéo ở đây giống như là bây giờ quý vị có đi vô trong một cái hãng mình đang làm đi, có hai người họ đang gây lộn với nhau rất là căng thẳng. Nếu mà mình không có tác ý khéo đó thì mình sẽ chạy theo mình nghe, rồi mình đứng ra mình phân bua, mình phán xét coi cái bên nào đúng, bên nào sai. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bị chìm đắm vào cái cảnh trần mà mình nghe rồi. Có nghĩa là cái tâm mình bắt đầu động rồi đó. Còn nếu mà mình dùng tác ý khéo thì mình dùng chánh niệm đi. Mình chỉ nói, ồ, cái này chỉ là tiếng thôi, cãi thôi, cãi thôi. Mình không có involve vô, mình không có chạy lợi, mình phụ người ta, mình phân bua, phân tích gì hết. Thì mình có thể không có bị những cái cảnh trần đó làm quấy nhiễu. Khi mà mình thu thúc cái lục quyền như vậy đó, thì cái ác pháp nó không có xâm nhập vào tâm trí của mình. Mà cái chỗ này khi mà Nguyên Như nói ra như vậy thì quý vị sẽ, có những vị sẽ cảm thấy bất bình là nếu mà hai người mà người ta có gây với nhau á, tại sao mà mình không có chạy lên mình phân bua mà mình lo giữ cái tâm thanh tịnh như vậy thì có lẽ là không đúng. Thật ra đó quý vị, khi mà mình làm một cái chuyện gì mà không đúng với cái chức năng của mình á, thì nó đã không đúng từ đầu rồi. Chẳng hạn như mình ra đường mình gặp hai người đánh lộn đi, thì cái nhiệm vụ của mình á, thì mình thấy cái cảnh như vậy thì mình gọi cảnh sát. Cái đó là chuyện mình làm đúng. Chứ mình không có chạy lợi rồi mình nhào vô mình can hai cái người đó. Thứ nhất là mình không có authorize để làm chuyện đó, tự vì mình không phải cảnh sát. Thứ hai là mình nói qua nói lại mà mình không có cái skill, mình không có cái cách giải quyết đúng á, thì mình cũng bị một trong hai người đó quýnh. Thành ra khi mà mình cứ gọi là involve vô chuyện người khác, hay là tiếng nôm na gọi là cứ xí vô chuyện người khác lo chuyện bao đồng đó, thì cái đó thiệt sự là không có phải chức trách của mình đâu. Thành ra thường thường á, mình hay gặp chuyện gì bất bình mình hay nhảy vô, mà mình nhảy vô đó thiệt sự mình chưa có đủ sức để mình giải quyết có hoàn cảnh của người khác đâu quý vị. Mà mình nhảy vô cái đó chính là những cái tâm tán loạn và phóng dật của mình nhảy vô, thì thường thường là nó nhiều hơn là mình dùng trí mình nhảy vô. Mà mình nhớ như vậy ha. Rồi khi mà đi vào tiếp về cái chỗ mà nếu mà ta không có biết dùng tác ý khéo để mà giữ cho lục căn của mình khỏi nhiễm đắm những cảnh xấu và những cái ác pháp á, thì tâm trí mình sẽ bị phiền não làm tán loạn và sẽ thiêu đốt triền miên. Mà vì vậy mà trí tuệ không thể nào phát sanh lên được. Tự vì những cái pháp bất thiện và những pháp thiện nó không có xuất hiện cùng một lúc bao giờ hết. Khi mà những cái pháp thiện nó xảy lên á, thì nguyên một cái bè đảng pháp thiện của nó sẽ lên một lượt hết. Tức là khi mà quý vị có tâm thiện á, thì 25 cái sở hữu tình hảo nó sẽ đi lên một lượt. Mà khi mà quý vị đã giận hờn, tật, đố kỵ ai đó, thì tất cả 14 cái sở hữu bất thiện nó đi theo một cái bè đảng của nó. Nó không bao giờ mà nó có cái này và cái kia cùng với nhau. Có những khi mình ngồi mà mình phân tích cái tâm của mình á, mình nói, ồ, tôi làm xấu vậy mà trong đó cũng có cái tốt, phải không? Thì thiệt ra không phải là vừa có xấu vừa có tốt cùng trong một cái sát na đâu quý vị, mà nó xen kẽ với nhau như là một cái sọc dưa vậy đó. Tức là những cái tâm nó sanh lên, nó diệt xuống trong từng sát na. Thành ra cái tâm của mình á, nó không có theo kịp, mà nó chỉ thấy là thiện, bất thiện,
rồi thiện, rồi bất thiện. Nó cứ nối đuôi với nhau như vậy. Thì mình tưởng là trong cái thiện nó có cái bất thiện, rồi trong cái bất thiện có cái thiện, mà không có phải. Khi mà bất thiện là nó bất thiện hết rồi. Rồi cái dàn tâm bất thiện nó mất đi đó, thì cái dàn tâm thiện nó mới lên. Thành ra cái khi cái chỗ là cái thu thúc lục quyền ở đây mà mình học được trong cái bài này đó cả nhà, là khi bất cứ một cái chuyện gì xảy ra đối với mình thì mình nên nhớ một chuyện, nó chỉ là cái quả, nó không phải là cái nhân. Nó có một cái lý do chính xác tại sao mà những cái chuyện bất thiện đó xảy ra. Thì mình cái nhiệm vụ của mình á, là mình phải dùng cái tâm thiện của mình để chi? Để mà tạo nhân, chứ mình không có lo quả nữa nha quý vị. Mình dùng cái tâm thiện của mình để mà mình tạo nhân cho những cái quả tốt đẹp xảy ra sau này. Thành ra bình thường của mình, nếu mà mình không có học Phật á, thì khi người ta chửi mình thì mình chửi lại, người ta đánh mình thì mình đánh lại, người ta sân với mình thì mình sân với lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta dục một cái cục bất thiện cho mình thì mình quăng một cái cục bất thiện ra, tức là bên tám lạng bên nửa cân. Mà thiệt ra cái đó không có phải là cách giải quyết đúng đâu cả nhà. Mà Đức Phật dạy mình là sao? Là mình phải thu thúc, có nghĩa là mình phải dùng cái trí. Thí dụ như một người đó nói nặng mình một câu, thì cái cách giải quyết của mình mà mình solve the problem đó là mình không nói nữa. Tự vì khi mà mình nói một câu trở lại nặng á, thì cái câu quay trở lại mình nó nặng hơn một chút, rồi mình ra cái câu nặng hơn một chút, tôi có nghĩa là cái chuyện đó không bao giờ mà dứt, không bao giờ mà tắt được hết. Mà cái người mà có thể kết thúc được một vấn đề, một cái vấn đề mà xấu, mà một cái người nào mà kết thúc được quý vị, người đó phải là người trí. Chứ một cái người không có trí, không có biết cách kết thúc vấn đề. Mà khi mà mình im lặng trong một cái vấn đề là mình đã kết thúc rồi đó, mình không có muốn xảy ra những cái chuyện xấu nữa, là yên lặng là cái cách rất là tốt để mà giải quyết vấn đề. Và một cái trường hợp nữa, nếu mà trong khi mình nóng giận mà mình có thể có nhiều cái ý tưởng rất là xấu, tự mình đang nóng thì cái tâm si, cái tâm sân nó giận hành ở trong cái tiềm thức của, trong cái tâm thức của mình, thì làm sao mà có những cái sở hữu thiện, sở hữu cái tịnh hảo nó xảy ra được, phải không quý vị? Thì nếu mà mình chưa có đủ cái trí tuệ, chưa có sáng suốt, thì mình làm sao cả nhà? Mình giữ im lặng, lúc đó là mình có chánh niệm, mình giữ im lặng. Thì khi mà mình giữ im lặng như vậy đó, thứ nhất là mình không nói những cái lời nói hơn người khác. Nếu mà mình có suy nghĩ mình giận thì cái đó chỉ ở tâm của mình biết thôi, nó không có phải là tốt đâu. Tự vì những tâm bất thiện đã có rồi đó, nhưng mà nó không có đủ cái sức phá hoại để mà nó tạo ra biết bao nhiêu mà chuyện sau này nữa. Thành ra lúc nào mình giữ im lặng thì rất là tốt. Lúc này khi mà quý vị giữ im lặng, đó chính là thu thúc cái ý quyền, cái thân quyền của mình rồi đó. Thu thúc cái miệng của mình, thu thúc lời nói của mình rồi đó. Thân khẩu ý thì mình đã thu thúc được thân, thu thúc được khẩu. Còn ý thì mình chưa có đủ cái thiền định, chưa có đủ cái trí huệ để mà mình thu thúc cái ý. Thì mình thôi thì mình đành phải thu thúc cái thân và thu thúc cái khẩu của mình trước. Và quý vị nên nhớ một chuyện nữa là mình trong cái đầu mình phải có một chuyện, phải có một cái hai cái chữ mà mình cứ nhắc hoài, là cái chữ chưa chắc. Khi mà mình phán đoán một cái người nào đó là người ta là người xấu đó, là mình bực bội á, mình không ngủ được, mình rất là bất an tự vì những chuyện xấu của người đó làm, thì quý vị nên có một cái câu chưa có chắc. Tự vì sao? Khi mà mình phán một cái người nào đó mà người ta xấu, xấu tâm, xấu tánh, xấu gì không biết, thì có nghĩa là mình đã có chấp vào một cái ngã của mình rồi. Tại vì sao? Cái tâm của mình trong tiềm thức á, mình đã nghĩ là mình không bao giờ làm chuyện đó, mà mình rất là tốt về cái chuyện đó, thì mình mới tự nhiên mình trách người khác được. Chẳng hạn như một cái thằng mà nó là ăn trộm, nó không bao giờ khi dễ một cái thằng ăn trộm khác, có gì cái công nhận không? Mình đi vô chùa, mình thấy một cái người nào mà mắt lắm la lắm đét, mình thấy trời, cái mặt vậy vô chùa chắc là trơn đồ rồi đó, chắc là ăn cắp rồi đó. Có nghĩa là cái lúc đó tự nhiên cái tâm của quý vị cho mình là không bao giờ ăn cắp,
cho mình là vô chùa là mình làm đúng hết, thì tự nhiên cái tâm quý vị mới cho mình cái quyền là mình phán xét cái người khác. Nhưng mà nếu mà mình quay trở lại một chút xíu á, thì mình nghĩ lại trong cái luân hồi tam giới bao nhiêu trăm kiếp của mình có chắc chắn là lúc nào mình cũng trong sạch như vậy không? Nhiều khi mình cũng là tướng cướp bạch hải đường, nhiều khi mình cũng là ăn cắp ăn trộm biết bao nhiêu người, mình có thể làm những chuyện mà coi như là thương thiên hại lý nhiều lắm rồi, mình cũng đâu có hơn gì ai đâu. Có thể là trong kiếp này mình có thể là mình học pháp rất là giỏi, mình có thể là mình là một vị sư, mình có thể là mình một vị tu nữ, mình có thể là con của một gia đình rất là giàu có, mà mình có guarantee là trong cái kiếp nào, trong cái dòng sanh tử luân hồi mình cũng hơn những người khác không? Mà mình có quyền mà mình phán xét những người khác. Thành ra cái chỗ mà thu thúc lục quyền này dạy cho mình được cái là mình thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhất là cái ý của mình. Mình học thêm một cái chữ chưa chắc, và mình học thêm được một cái chữ yên lặng khi mà mình không có thể mà control được cái cơn giận hoặc là những cái cơn bộc phát, cơn điên, cơn cuồng của mình đó quý vị. Thì mình nhớ cái câu là Yoniso Manasikara, có nghĩa là mình nên dùng cái những cái tác ý khéo. Thì khi mà mình giữ gìn lục căn như vậy thì cái trí của mình xuất hiện. Thì khi mà mình đè nén được những cái tham sân si của mình á, ý của mình sẽ xuất hiện và mình nhìn thấy được cái pháp ở phía sau những cái sự kiện xảy ra, thì mình có thể học hỏi rất là nhiều trong đời sống của mình, trong cái đời sống bình nhật của mình mỗi ngày hay cả nhà. Phần thứ tư là tránh người si mê. Tránh người si mê có nghĩa là tránh những người tối tâm, những người có nhiều tà kiến. Mình cần phải tránh xa hạng người đó để khỏi mà bị nhiễm đắm nè, bị lây tâm tánh xấu xa, bị si mê, tức là người thiếu trí tuệ. Người như vậy không thể là nhân giúp ta phát sinh trí tuệ được, nên mình cần phải tránh xa. Cái chỗ này á, thì nó hơi khó một chút xíu để mà mình thực hành. Tự nếu mà mình ở chung quanh những cái người mà người ta không biết, chẳng hạn như Nguyên Như không nói biết ở đây là một cái trí thức ở ngoài đời thường hay quý vị, mình nói biết á, là biết của cái Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tức là chẳng hạn như một cái người thí dụ như lúc nào cũng tin vào phong thần nè, lúc nào cũng tin xin xăm bói toán, lúc nào cũng tin thầy bói hết, hễ mà sáng sớm ra đó mà đi ra gặp cái bà bầu là nói trời ơi về xui quá không biết làm sao, mà cái sáng sớm ra gặp bà bầu tôi đụng cái chuyện gì cũng xui từ sáng tới chiều hết. Quý vị tưởng tượng coi, nếu mà mình gặp cái người như vậy, hễ mà ra gặp bà bầu là xui rồi, thì cái người đó nếu mà đi ra đi thi á, mà mình thi rớt á, thì đổ thừa bà bầu, cái gì cũng đổ thừa bà bầu hết, nó đâu có đúng quý vị, cái gì cũng phải có nhân có quả hết. Thành ra nếu mà nói hoàng nói xiêm như vậy, mình lâu ngày dài tháng đó mình sẽ bị cái gọi là compromise, tức là mình không tin 10 phần mà mình cũng tin 8 phần. Nếu mà mở đầu mình rất là bực bội đó, thì mình là không cùng cái ý nghĩ, nhưng mà sau đó mình nói thấy lâu lâu cái người đó nói vậy mà nghe cũng có lý lắm chứ không phải là không, là từ từ là mình bị compromise, có nghĩa là mình thấy từ từ người ta đúng là không có được đâu quý vị. Thành ra mình phải tránh những người gọi là có tà kiến nhiều quá, và những người tối tâm nhiều quá, những người si mê nhiều quá, thì làm sao mình sẽ không có học hỏi được gì trên cái con đường đạo của mình hết. Như có nhớ một câu mà trong kinh nào đó như có học được đó, là nếu mà mình không được tìm một cái bạn, một cái thiện trí thức nào để mà mình được gần gũi mình học, thì chẳng thà là mình ở một mình, chứ mình đừng có bà ai mình cũng làm quen để mà tám, để mà nói chuyện cho qua ngày qua giờ, thì sẽ rất là hại. Thì có một lần á, như nhớ học được hình như là ngày A Nan có hỏi Đức Phật á, là khi mà một cái người bạn xấu của con á, mà chơi với con chơi với người bạn xấu một thời gian, có phải là cái đời tu của con nó bị hư 50% phải không Như Lai? Thì Đức Phật nói á, là không phải là 50% đâu A Nan, mà đó là 100% cái đời sống tu của con sẽ là bị hư đốn, là 100%, chứ không phải là 50 đâu. Thành ra quý vị thấy không, rất là
rất là khó và rất là khổ. Nhưng mà có những người đi theo chung quanh mình á, không có phải là duyên nghiệp của mình tốt hết. Nếu mà mình sinh ra là một cái bậc thiện á, thì chung quanh của mình toàn là Tam Tạng Pháp Sư nè, toàn là những cái vị mà tu thiền lâu năm nè, những cái vị mà đất đắc đạo nè, những cái vị mà thánh nhân ở chung quanh mình. Mà quý vị thấy không, mình đâu có phước giống như vậy. Thành ra phải giống như chị Kim Nhung nói là thà như tê giác một mình ra đi. Mình có giáo pháp của mình, mình phải gặp những người thiện trí thức, mà mình phải coi cái người đó có đáng để cho mình học hay không. Và Nguyễn Như có một cái câu chuyện nhỏ Nguyễn Như cũng hay kể là Nguyễn Như học được của sư phụ Giác Nguyên đó. Ngài kể là có một cái lần đó có một cái đám bạn nhậu rủ nhau đi nhậu, thì khoảng 6-7 anh gì đó chất lên xe Vespa đi nhậu. Thì khi mà khuya rồi đi về thì nguyên một cái đám nó chở nhau nó đi về, thì nó trớp nó để cho một cái anh đó ở trước nhà anh trước. Thì khi mà cái đám đó chở đi rồi thì thấy ảnh cứ đi vòng vòng ở trong cái cây đèn đường ở trước nhà đó, ảnh kiếm cái gì đó không có biết. Thì nguyên cái đám bạn nó mới quay xe trở lại, nói là khuya rồi sao mày không vô trong nhà mày ngủ, mà mày cứ đi vòng vòng ở cái cục điện mày kiếm cái gì vậy. Thì ảnh mới nói là tao biết, nhưng mà tao không có chìa khóa vô nhà, thành ra tao phải kiếm cái chìa khóa. Thì nguyên cái đám mới ngạc nhiên, mới hỏi là ủa, cái chìa khóa mày hồi nãy mày để đâu mà bây giờ mày đi vòng vòng ở cục điện mày kiếm làm sao? Thì ảnh mới nói là ồ, tao cũng không biết tao để đâu nữa, mà tao lợi tao kiếm cục điện thì tao thấy nó sáng đó, thì tao lợi tao kiếm thôi. Cái nguyên đám nó trời ơi, sao kỳ cục quá vậy, cái chìa khóa để đâu phải nhớ chỗ nó để chứ, tại sao mà đi lợi chỗ sáng kiếm làm sao? Thành ra quý vị thấy câu chuyện này nghe giống như là một câu chuyện vui, nhưng mà sư phụ Giác Nguyên nó không phải là câu chuyện vui đâu. Đó là chính là mỗi người trong chúng ta đó chư vị. Tự vì sao? Tự vì khi mà mình học đạo đó, khi mà mình bước vào cái con đường tu đạo đó, mình không có biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Giống như là mình mất cái chìa khóa đó, mình không có biết chỗ nào mình kiếm. Thì mình kiếm chỗ nào quý vị? Mình kiếm thay vì là mình lợi một cái vị gọi là thiền định giỏi và pháp giỏi để mình học, thì không, mình kiếm cái chùa nào ở gần nhà. Tự mình thấy cái chùa đạo Phật phải không? Ok, cái chùa này gần nhà cách mình 5 phút là tiện quá, ra mình lợi chỗ đó đó, mình vô cái chùa đó mình tu. Tại vì sao? Tự vì nó tiện. Thì giống như cái anh này đó, ảnh đi lợi, ảnh kiếm cái chìa khóa, nhưng mà tự cái chỗ đó sáng thì ảnh kiếm, chứ không phải là ảnh kiếm cái chỗ mà có cái chìa khóa, mà ảnh chỉ kiếm tự vì nó có ánh sáng thôi. Thì mình đi tìm đạo đó, không có phải là mình lại cái chỗ mà gần nhà mình tu. Tự vì cái chỗ gần nhà mình có biết là cái vị đó không có biết tu rồi sao? Rồi bao nhiêu người, tại sao mình kiếm cái chỗ đó? Cái lý do mình kiếm chỗ đó là gì quý vị? Thành ra mình phải quay lại, mình phải biết là mình làm cái gì, và mình biết tại sao mình làm. Và nếu mà mình không có biết á, thì mình có thể mình tham vấn. Chẳng hạn như mình đi bác sĩ, thì có một vị bác sĩ mình họ phán như mình như vậy, mình không biết thì mình tới cái vị thứ hai, rồi mình tới cái vị thứ ba. Nếu mà ba cái lời đó nhập lại là một là đúng á, thì mình biết cái đó là đúng. Còn nếu mà mình đi tu đạo, mình có thể kiếm sách mình đọc, mình có thể biết vị nào đúng, vị nào giỏi bằng cách tham vấn những cái vị sư khác và thắng những cái chùa khác để coi mình có đáng để mình spend thời giờ, mình spend cái thời gian để mình tu hành và mình theo một cái bậc sư mà mình sẽ tốn cả đời mình để mình đi học hay không. Thì mình phải quán xét kỹ, chứ không có phải học tự vì mình thấy cái chỗ đó gần nhà, hoặc là học tự vì bạn rủ mình. Lỡ người bạn của mình không phải đạo Phật mà bảo đạo Muslim, thì mình vô mình học Muslim hay sao? Rồi nếu mà bạn mình hôm mai mình đổi là vô cái đạo Công giáo hoặc là một cái đạo Hồi, thì không lẽ là cứ 3 tháng mình phải đổi đạo hay sao, phải không quý vị? Thành ra cái chỗ này cũng rất là quan trọng. Khi mà mình gặp được những cái sự mà tránh cái người si mê này nè, thì mình cũng phải dùng cái tâm, mình không có phải nói là mình có trí nhiều lắm, mà mình phải học hành, mình phải theo những cái bậc thiện trí thức của mình á, thì mình xa được những cái chuyện mà si mê,
tầm bậy bạ, càng nhiều thì càng tốt, và mình cũng phải làm phước thiện để mà mình có đủ ba la mật để mà mình vượt qua những cái chuyện này. Tự vì trên đường tu mình phải biết bỏ những cái chuyện mà cần phải bỏ. Tự vì từ lớp 1 cho tới lớp 5, quý vị tưởng tượng đi, lúc nào cũng thí dụ như lớp 1 thì mình học một cái bài toán cộng trừ nhân kia, hay là lớp 2 cộng trừ nhân kia. Nhưng mà nếu mà mình cứ ôm cái bài toán cộng trừ nhân kia đó đi đến lớp 12, mình không có học toán nhân và toán kia, thì quý vị nghĩ coi, nó là đúng, nhưng mà nó đúng với một cái thời gian, đối với một cái mức độ tu của mình thôi, nhưng mà không có phải là đúng hết trong cái con đường tu của mình đâu. Đức Phật đã có dạy ở cái phần này trong nhiều bài kinh lắm, tức là mình phải buông bỏ đến lúc mà mình buông bỏ. Thí dụ như là mình đến lúc mà mình học được những cái bài pháp thì mình phải bỏ những bài đó và mình đi học qua bài khác. Khi mà mình học được cái môn này rồi, mình phải bỏ, mình lên lớp học môn khác. Và khi mình đủ rồi, mình sẽ ngồi xuống mình hành thiền định. Đến khi thiền định đủ rồi, mình ngồi xuống mình phải hành thiền quán. Và nó cứ tiếp tục nó đi, nó theo cái thứ tự lớp lan mà nó đi. Chứ mình không có được ôm hết được. Mình có thể rất là khó để mà chọn trung đạo ha quý vị. Tự vì có thể trung đạo của mình không phải là trung đạo của người khác. Tự vì mỗi người là mỗi cái lớp học khác nhau, mỗi cái trình độ tri thức khác nhau, và cái sức tu văn, cái sức mà trí văn, trí tư, trí tu của mỗi người thiệt là khác nhau. Thành ra nếu mà mình suy xét kỹ mình làm chuyện gì thì làm sao mình tránh được mất thời gian thôi, chứ không có gì hết đâu. Chứ mình khỏi có cần đi vòng vòng mình kiếm. Còn nếu mà nhiều người cứ nghĩ là thôi tôi chưa nào cũng được, thì cũng giống như một cái vị đó là tôi kiếm chìa khóa chỗ nào cũng được, miễn cứ sáng thì ra kiếm, thì quý vị nghĩ là bao nhiêu lâu mà ổng mới kiếm ra cái chìa khóa. Lỡ mà ổng bỏ trong túi quần hay túi áo ở trong nhà mà ổng ra ở ngoài cái cục đèn ổng kiếm, thì coi như là vĩnh viễn cũng không kiếm được cái chìa khóa, phải không quý vị? Dạ, Nguyên Như xin đi qua một cái phần nữa là thường gặp bậc trí thức, là những cái bậc trí thức ở đây, Nguyên Như đang đi qua phần số 5 nha cả nhà. Thường gặp bậc trí thức, những bậc thiện trí thức như trên đã giải đó, thì hành động của vị ấy từ cái việc làm tới cho cái lời nói và tư tưởng đều luôn có trí tuệ đi kèm. Thành ra nếu mà mình gần những cái vị trí thức này á, thì mình có dịp để mình học hỏi rất là nhiều, và mình có thể là mở mang trí tuệ ra nữa. Có một cái câu chuyện nhỏ, giống như là một cái người đó, họ lúc nào họ cũng đọc sách, làm cái chuyện gì cũng lên Google kiếm và học được những khi mà làm bất cứ chuyện gì trong cái cuộc sống, ngay cả cái chuyện mà chiên trứng đi, cái chuyện nấu một nồi bún riêu đi, thì khi mà mình muốn làm cho giỏi đó, mình đâu có thể là mình làm cho nó đã xong rồi tự mình học rồi tự mình nấu quý vị. Quý vị làm sao? Quý vị vô YouTube nè, quý vị đọc sách, quý vị gọi phone hỏi những cái người mà nấu cái tô bún riêu mà mình thấy người đó có cái khả năng nấu rất là ngon, thì mình hỏi nó, chị ơi, chị nấu làm sao, chị chỉ cho em với, đúng không quý vị? Thì tu mình cũng vậy đó, mình không thể nào mà mình tu thiền, mình lợi mình gặp cái người tụng kinh không mà mình hỏi tu thiền làm sao người ta chỉ mình được. Rồi mình muốn học kinh Bali, mình gặp cái người á, mà chưa bao giờ tụng kinh Bali hết, tụng toàn tiếng Việt không, sao mình học được, phải không quý vị? Thành ra làm sao, có nghĩa là mình có thể, mình tức là như có nhớ có một cái câu người ta nói á, mình có thể là một cái thằng ngồi trên kiệu, và mình cũng có thể là cái thằng khiêng kiệu. Cái đó là trong cái xã hội lúc nào cũng có những người như vậy, mà chính ta, chính cái tâm của ta và chính cái nghiệp của ta là sẽ quyết định con đường của chúng ta đi. Nếu mà mình muốn cắt ngắn thời gian thì mình lên kiệu ngồi, có nghĩa là sao? Là mình có thể học được những cái tri thức, những cái kinh nghiệm của tất cả mọi người. Họ viết sách ra, họ chỉ ra, thì mình vô trọng, thì coi như mình ngồi trên kiệu, tức là mình hưởng những cái chuyện mà họ làm á, mình ngồi ở trên để mình hưởng, mình đi tiếp. Còn có những người họ không chịu như vậy, họ rất là chấp nhất. Cái gì mà tôi phải làm, tôi phải trật, thì tôi mới chịu cái đó là trật. Còn nếu không, tôi không bao giờ chịu học của người khác hết. Thì cái đó là cái chấp nhất của mình mà sao? Thì cái đó chỉ là mình đi chậm hơn thôi, chứ nó không có tốt. Nhưng mà như biết thì nhiều người cũng sẽ rất là bị dính mắc trong đây. Tự vì sao?
chúng ta đi từ những cái tham sân si, thành ra chúng ta có những cái nhân đó trong cái chủng tử của mình rất là khó mà bỏ được. Có thể là mình theo cái cách thức học của mình từ vô thủy vô chung, nó không phải là từ kiếp này mình mới có cái cách học như vậy. Mà bởi vậy quý vị, mình sẽ có những cái bài kinh, những bài pháp mà Đức Phật chỉ cho mình. Nếu mà mình thiệt nghe lời của Đức Bổn Sư, của Đức Như Lai, thì mình có thể đi theo 40 cái nhân sinh trí này mà Ngài sẽ giúp cho chúng ta đi một cái đoạn đường cắt rất là nhiều thời gian không cần thiết hay cả nhà. Thành ra cái chỗ mà thường gặp bậc trí thức ở đây rất là quan trọng. Nếu mà mình ở một thời gian mà thấy cái chuyện tu của mình nó không có tiến bộ một gì hết, mình thấy cái chuyện hành thiền của mình không có tiến bộ gì hết, có nghĩa là something wrong. Mình có thể quay vào lại cái bài mà 40 cái nhân sanh trí này để mình coi lại, thì mình có thể thấy ra, mình có thể đi tới một cái chỗ nào khác, một cái quyết định nào khác. Một trong 40 cái nhân này thì mình có thể chọn, mình có thể là mình đọc mình sẽ thấy cái nào mà hợp với cái mình, để mà mình chọn một cái trong 40 này để mình đi tiếp quý vị ha. Và cái nguyên như xin đi qua cái điều số 6, có nghĩa là cố tìm Phật Pháp xa cao siêu. Cố tìm Phật Pháp cao siêu ở đây là sao? Tức là chân lý cao siêu mà màu nhiệm, và tất cả 40.000 cái lời dạy của Đức Phật, tất cả đều là Phật Pháp cao siêu hết. Từ vì sao? Có những cái bài pháp này thì thì nói về hành thiền, có bài pháp khác thì nói về sự hiếu thảo của cha mẹ, có bài pháp khác thì nói về cái sự tốt lành của cái 10 phước nghiệp sự, và những bài pháp nói về tứ vô lượng tâm, những cái bài pháp khác nhau để cho những cái căn tánh khác nhau và những cái lớp khác nhau về cái tâm linh, về cái trí tuệ mình có thể học được. Nó là một cái biển pháp mênh mông. Mà nếu mà mình đi tìm vào những cái pháp Phật ở đây đó, thì lúc nào mình cũng là đi tìm vào cái Phật Pháp cao siêu hết. Nó rất là gọi là giúp cho mình, không có giúp chỗ này thì giúp chỗ khác. Nguyên như xin đọc lại chỗ này. Cố tìm Phật Pháp cao siêu là chân lý cao siêu màu nhiệm, là một cái pháp phân tích siêu việt cùng tột để mà thấy rõ và thông suốt thật tướng của vạn vật. Đây là những pháp mà dành cho các bậc trí thức có nhiều trí tuệ. Như vậy là xu hướng theo Phật Pháp cần tìm hiểu, nghiên cứu cho nó tường tận thông suốt, rồi rốt ráo đem ra thực hành, thì dĩ nhiên là cái nhân phát sanh trí tuệ mà nó tăng lên thì ai ai cũng thấy rõ hết. Thành ra khi mà quý vị đi vào cái mục thứ 6 này là cố tìm Phật Pháp cao siêu. Có nhiều khi quý vị vào trong cái cuốn kinh Pháp Cú 423 lời dạy của Phật đó quý vị, ở chỗ đó bao nhiêu là câu, 423 câu Phật Pháp cao siêu ở trong đó. Quý vị thử nghiệm, có những khi mà mình nghĩ mình hiểu thâm thúy cái câu nói đó rồi mà chưa chắc đâu. Tự vì cái nghiệp của mình đang ở trong một trường hợp bên này, nhưng mà cái lời của Phật á, từng cái câu á, nó có thể nó đúng tất cả với mọi chúng sanh luôn. Cái kinh Phật nó ngộ lắm quý vị. Nó giống như một cái trận mưa mà chúng sanh mình giống như là những cây to, cây nhỏ ở trong rừng vậy đó. Cây lớn thì hứng mưa lớn, cây nhỏ thì hứng mưa nhỏ. Có những cái nụ bé xíu ở dưới đất á, nó cũng hứng được mưa. Rồi những cái cây cỏ nó cũng hứng được mưa. Tất cả côn trùng ai cũng có thể hứng được giáo pháp của Đức Phật hết. Thành ra nó rất là cao siêu, nó rất là màu nhiệm. Nếu mà mình tịnh tâm lại một chút, mình ngẫm nghĩ lại từng cái câu á, mình sẽ học được rất là nhiều chuyện trong cái đời của mình, trong đời tu của mình, trong cái đời sống bình nhật của mình và trong cái pháp hành của mình ha quý vị. Dạ, giống như anh Thính Pháp nói đó, nó chính là pháp vũ, là mưa pháp của Đức Như Lai. Nó rất là màu nhiệm. Và Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ 7. Cái phần thứ 7 ở đây là ưa tìm cái thoát giải pha, cái pháp giải thoát. Cái thì cũng vậy, như là pháp cao siêu đó, thì cái tất cả 84 cái pháp môn hay là pháp uẩn mà Đức Phật dạy, cái pháp nào cũng là cái pháp giải thoát của mình hết. Mà tại sao mà mình phải dùng cái chữ tìm hả quý vị? Từ vì mình có những cái nghiệp khác nhau,
rồi ba mẹ mình có nghiệp khác nhau, bạn mình có nghiệp khác nhau, thành ra mình phải tìm những cái thứ mà thích hợp cho mình. Thì khi mà mình tìm như vậy thì mình gọi là mình sẽ lặn hụp trong cái 84.000 pháp uẩn của Đức Phật đây. Nguyên Như nghĩ dùng chữ lặn hụp trật rồi, Nguyên Như xin sám hối nha, không phải là lặn hụp đâu, mà mình tắm trong cái biển pháp thì đúng hơn. Nó rất là hoan hỷ, nó gọi là rất là tuyệt vời quý vị. Nếu mà mình hiểu được một hai bài rồi đó, thì mình dùng một cái hai bài đó mình làm vốn đó, mình hiểu thêm bài thứ ba, bài thứ tư, rồi càng ngày càng lúng vô, nó càng ngày mà càng đi sâu vô nữa đó, thì nó càng hay, nó càng tuyệt vời quý vị. Nó giống như là một cái kho tàng vậy đó, mà Đức Thế Tôn cho mình như là một kho tàng có bao nhiêu là viên kim cương, viên hộp xoàng nè, rồi có bao nhiêu là những cái điều hay lẽ phải ở trong cái kho tàng đó, đến có những cái nước hoa, những cái chiên đàn hương, biết bao nhiêu thứ đẹp, những cái nhà lầu, xe hơi, đài cát ở trong một cái kho tàng đó, mà tự gì cái tâm tính mình nó thô, nó yếu quá đó quý vị. Thành ra mình chỉ đứng được ở trước cửa kho tàng đó, rồi mình nhặt được một cái vài hạt dẻ nè, một cái trái đào khô nè, rồi một hai cái giọt nước ở trong cái ao ở trước kho tàng đó, rồi mình nghĩ cái đó là ồ, cái này là quý quá rồi, con chỉ cần được như vậy là đủ rồi. Mà mình không bao giờ mình chịu tiến sâu hơn, mình mở cái cửa kho tàng đó để mình bước vào, thì trong đó cha lành của mình chính là Đức Như Lai đó, có biết bao nhiêu mà đồ quý để ở trong nhà để mà cho mình lấy, không có cần tốn tiền chỉ vào lấy thôi, mà tự vì mình không có đủ sức, không có đủ lòng tin để mà mình bước tới, mình mở cái cánh cửa kho tàng của Ngài, mình thấy ở đó đó. Nhưng mà mình đã đơn giản, mình vừa lòng, mình hoan hỷ với những cái mình có ở trước cửa kho tàng, đó chính là những cái hạt dẻ khô nè, những cái giọt nước ở trong cái ao tù động ở phía trước, và nhiều khi những cái đồ bỏ lại của những con sóc, của những con khỉ đó, là mình ăn, mình thấy như vậy là mình happy rồi, mình vui rồi. Quý vị thấy không? Nó rất là uổng. Thành ra mình ráng chút xíu nha quý vị. Mình ráng, mình rủ nhau, mình ráng, mình nhắc nhở nhau, phải ráng lợi mở cái cánh cửa kho tàng pháp bảo của Ngài. Bước vào đó thì mình có thể là mình nhặt được, mình lụm được biết bao nhiêu thứ, biết bao nhiêu điều. Đó cả là một kho tàng đó quý vị. Lấy hoài không có hết, lấy bao nhiêu ngàn năm nữa cũng không hết. Thành ra mình đừng có bỏ qua ha. Khi mà mình đến được những cái gọi là khi mà hiểu được cái vị là một cái vị giải thoát rồi đó, thì mình không có bỏ được, không có cái gì mà trong thế gian này có thể có một cái hương vị sánh bằng cái hương vị giải thoát của những cái lời dạy của Đức Bổn Sư. Bây giờ là 10 giờ 34 phút rồi, Nguyên Như nghĩ là không có đi nổi cái phần tám nhân đắc trí, và một cái phần tiếp nữa là cái tám nhân tỉnh trí. Thôi Nguyên Như để dành cái tuần thứ sau, tự vì 16 cái điều này cũng là rất là hay, mà mình có nhiều vị đã học rồi thì ôn lại, và có nhiều vị thì cũng chưa có từng nghe qua. Thì cái bài soạn này của thầy rất là hay, thành ra bây giờ cũng gấp quá, đi thêm vài phút nữa thì cũng không có đi sâu vào được, và mình cũng đi sơ sơ ở trên mặt thôi thì nó uổng quá. Thành ra Nguyên Như để dành cái 16 cái nhân phát triển này vào cái tuần sau hay cả nhà. Dạ bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang. Hồi nãy giờ Nguyên Như giảng có cái chỗ nào mà không có đúng, có chỗ nào mà không đầy đủ, con xin kính thỉnh sư ta Chư Tăng có thể chỉnh chánh tri kiến cho Nguyên Như. Dạ con xin dâng mic lại cho Chư Tăng ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con thấy có lẽ là sư Thanh Tâm không có ở trước mic. Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang có thể thay mặt chư tăng để cải chánh tri kiến cho Nguyên Như Bạch Sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Pháp Trang ạ. Dạ, mô Phật, kính lễ sư Pháp Trang, kính chào đạo tràng. Sư nghĩ Nguyên Trang dựa vào kinh sách mà chia sẻ thì như vậy cũng đúng rồi đó. Dạ, nếu mà quý vị nào chưa có bài học đó thì nói Nguyên Như gửi bài học đến cho bằng email nha. À, sư thấy có cô Nhung, mời, kính mời cô. Dạ, chị Nhung ơi, tụi em chưa có nghe được cái âm thanh của chị. Nguyên Như xin mời chị Nhung ạ. Dạ, xin lỗi, sám hối. Nãy giờ nói quá trời mà tại vì quên mở mic. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, mình chỉ có một ý nhỏ nhỏ như vậy nè. À, hồi nãy Nguyên Như có nói là đối với tâm bất thiện á, thì một tâm bất thiện thì nó đi với hết 14 sở hữu bất thiện, và một cái tâm thiện thì đi hết 25 sở hữu tịnh hảo. Thì mình nghĩ có lẽ cái này Nguyên Như hơi nhầm một chút. Tại đối với một tâm bất thiện á, thì tùy theo nó chỉ đi với những cái phần bất thiện biến hành thôi. Còn những cái như tham, trong tham thì tà kiến ngã mạng không đi chung, trong sân thì tật lận hối đó, tùy theo. Rồi đối với tâm tịnh hảo cũng vậy, thì chỉ có những 19 cái tịnh hảo biến hành thì nó mới đi chung. Còn khi nào mình giữ giới thì mới có giới phần. Rồi có khi nào mình có bi và tùy hỷ thì nó cũng tùy theo. Và cũng có khi có trí tuệ và cũng có khi không có trí tuệ. Thì mình nghĩ cái này chắc là nhầm một chút xíu và mình chỉ có ý kiến như vậy. Dạ, sa thố mọi người. Dạ, rất là cảm ơn Nguyên Như. Nhờ Nguyên Như thì mình cũng bổ túc thêm được nhiều cái kiến thức. Mình tưởng là mình biết, mình tưởng mình nhớ, nhưng mà thực sự ra là mình quên. Cũng nhờ những cái cuộc học nho nhỏ như vậy mà nhắc mình để mình nhớ thêm cái kiến thức của mình. Rất là cảm ơn Nguyên Như. Dạ, xin chào mọi người. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, sa thú, chị Nhung nhắc nhở. Dạ, khi mà mình đi vào về cái tổng hợp tâm, khi mà mình nói về cái thiện, cái bất thiện ở chỗ đó, thì nó rất là phức tạp lắm. Ý của Nguyên Như, hồi nãy Nguyên Như có thể là nói sai rồi. Dạ, cái chỗ đó, thì cái ý của Nguyên Như chỉ nói là khi mà một cái tâm thiện mình khởi lên á, thì nó sẽ không có cái tâm bất thiện nó vào được. Thành ra khi mà khi mà mình làm cái chuyện gì á, mình phải có tác ý khéo, mình khởi cái tâm thiện lên nha quý vị. Mình đừng có khởi tâm bất thiện, từ bất thiện nó đi nguyên một dàn. Rồi thành ra khi mà mình làm đó, mình ở trong cái tâm, thí dụ như là mình đã có cái tâm đố kỵ rồi, thì mình sẽ không có thể nào. Dạ, cả nhà có nghe được Nguyên Như nói không ạ? Hay là bị dính mất chiêu rồi? Dạ, thành ra khi mà mình tạo cho mình có cái tâm thiện, thì mình sẽ không có bị tâm bất thiện lọt vô. Mình làm sao mà mình càng chánh niệm càng nhiều, thì cái tâm bất thiện của mình sẽ càng ít đi.
từ cái chánh niệm đó, cái bản thân nó là một trong cái sở hữu tịnh hảo, thành ra nó sẽ kéo nguyên cái dàn tịnh hảo nó đi. Nguyên như chỉ nói nôm na như vậy để mà mình nhớ là khi mà mình làm á, mình ráng mình lôi cái tâm bất thiện vô, mình lôi cái tâm thiện vô, có nghĩa là giống như mình đi hành thiền đó quý vị. Làm sao mình phải nhớ là niệm nè, chánh niệm nè, tỉnh giác nè. Mình dùng cái chánh niệm tỉnh giác, cái niệm là một trong 25 cái sở hữu tịnh hảo đó, thì cái niệm nó sẽ kéo một cái bè đảng của nó, là cái thiện nó đi theo. Thành ra khi mà mình làm gì biết đó, cái đó là đủ để cho mình có cái tâm thiện rồi. Và cái ý của Nguyên Như chỉ là ở chỗ đó thôi. Có thể là Nguyên Như nói một hồi nó sai chi pháp, giống như chị Nhung nói. Chị Nhung nhớ bài rất là xuất sắc. Dạ, em kính sa thú chị cải chánh chỉ kiến cho em chỗ đó, để mà làm cho nó rõ thêm vấn đề. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, Nguyên Như con xin dâng bích lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay. Kính thưa quý vị, buổi học đến nay sư nghĩ vừa phải lẽ, tại vì 10:42 rồi. Bây giờ mời quý vị ngồi tĩnh tâm 2 phút nha, ngồi thiền 2 phút. Rồi sau đó mình hồi hướng phước báo này đến cho cô tu nữ Diệu Huệ. Rồi kính mời quý vị ngồi, quý vị theo dõi hơi thở. Lúc đầu quý vị có thể niệm hết thở, rồi sau đó quý vị chỉ nhận biết hay biết từng hơi thở, thấy sự chuyển động của thân, vòng vòng, sợp sợp, đó là gió.